phim Mái Ấm Gia Đình. Bước ngoặt thời gian. Nội à, không phải là tại con đâu. Mỗi lần con gội đầu xong là lấy hết tóc ra mà. Sau lần trải nghiệm đau khổ ôm ấm nước chữ U đi ngủ, con mãi mãi không có quên. Đúng đó ba, tụi nhỏ đi đêm riết rồi sợ ma. Chắc là hai đứa nó không có làm đâu. Không phải đâu ba à, chắc chắn là hai đứa nó. Chú đi chết đi. Không lẽ phòng tắm tự nghẹt nước sao? Trời, không phải đâu cháu dâu. Dạo này phòng tắm ở trong phòng ngủ của con bị hư, hai đứa dùng phòng này mà. Cái gì? Không lẽ con nghi ngờ con? Cả nhà này con là người có trách nhiệm nhất. Được rồi, không còn nghẹt nữa. Cái gì làm nghẹt ống nước vậy ba? Thì mấy thứ giống như là tóc thôi mà. Tóc của ai được coi? Dạ phải. Mấy cái đồ dơ này coi làm cái gì để đem bỏ đi thiệt tình. Không được quăng, đó là chứng cứ. Dạ phải đó, chứng cứ này có thể chứng minh tụi con trong sạch. Nè, đủ rồi, đừng có giỡn mà. Không phải giỡn chơi đâu Cường à. Ba cũng rất muốn biết ai là thủ phạm trong cái vụ án đó. Đã nghe rõ chưa? Mở ra đi. Đưa đây. Ý nè, con không nhuộm tóc nha, không phải của con. Tóc này rất là ngắn, tóc của con dài như vậy chắc không phải tóc của con rồi. Đưa đây đi. Tóc này của ai vậy ta? Là của tôi được chưa? Của con. Ông xã à, sao vậy? Anh bị rụng tóc hả? Chỉ rụng chút xíu thôi à. Cái đống này không phải là một chút đâu nha. Không nói thì không để ý đó. Dạo này thấy tóc của con ít hơn hồi xưa nhiều rồi ha. Mái nhà của anh đi lên cao kìa. Là dạng sói đầu hình M, chưa phải là dạng sói đầu địa Trung Hải. Con tưởng tượng không nổi tóc ba hối sẽ thế nào đó. Con nói cái gì chứ? Dạo này anh cần thường hay tập quyền anh. Trao đổi chất nhanh thì rụng tóc cũng nhanh thôi ha. Rụng một chút thì bình thường, giờ rụng một đống luôn rõ ràng là hói đầu. Cường à, ba biết rồi. Chắc dạo này công việc của con rất là nhiều áp lực nên máu huyết không có thông. Nhưng mà không sao, để ba xách cho con thang thuốc uống là hết liền thôi. Cảm ơn ba. Ông nội à, nếu thuốc bắc mà chữa được bệnh hói đầu, người ta đâu tốn nhiều tiền để mà đi cấy tóc. Con dâu à, hả? Vậy tối nay con nấu món gì vậy? Là món hào tóc tiên ba thích ăn nhất đó. Thường à, tối nay anh có hẹn với Đa Minh, đừng nấu phần của anh nha. Bây giờ tôi dục cái này vào thùng rác, mọi người không còn ý kiến chứ? Không. Nè, các vị, đã có chuyện. Tạo gì lắm. Em biết rồi. Trời. Nè. Anh Cường à, tại sao bữa nay anh đấm mạnh dữ vậy? Tập luyện bình thường thôi mà. Nè qua đây. Nè, được rồi, hay là anh ngồi nghỉ một chút đi rồi hãy tập tiếp. Không sao, tôi không mệt, tiếp đi. Nè, anh có biết là nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện không? Luyện thêm chút nữa đi. Khoan, tôi chịu hết nổi rồi, anh cột chặt găng tay của mình lại trước, không chừng là bị thương nữa đó. Phải hả? Không phải do tôi mẫn cảm đâu chứ. Sao tôi cứ cảm giác là hôm nay anh có cái gì hơi lạ thì phải. Không phải nghiêm trọng tới vậy chứ. Cả anh cũng nhận ra hả? Hey, lửa của anh mạnh như vậy, đứng gần cũng cảm thấy nóng nữa mà. Ông cha, anh Cường. À Đăng, ghi danh chưa? Thì ghi danh gì? Thì thi đấu đó, mấy do đường tổ chức đấu hữu nghị, lần này được khoe tài rồi. Nghe qua cũng vui đó. Có thể được đọ sức với người ngoài, nghe ra cũng có chút hứng thú đó. Đúng đó, còn chở gì nữa, đi, ghi danh mau lên. Ghi danh làm ơn. Tôi cũng vậy làm okay. Ơn. Ok, đây nè. Nè, chỉ dành cho người dưới 40 tuổi thôi hả? Xin lỗi, vì lần thi đấu hữu nghị này có nhiều võ đường cùng hợp tác tổ chức. Đây là quy định của họ. Tại sao trên 40 tuổi là không được tham gia vậy? Lâu nay căn cứ vào cân nặng để sắp xếp thi đấu thôi mà. Vì họ đã cân nhắc đến một số hội viên lớn tuổi, ban tổ chức sợ là sức khỏe của họ không phù hợp với trận thi đấu kịch liệt như vậy. Liên quan gì tới tuổi tác hả? Đánh boxing ngoài thể chất và sức chịu đựng, kỹ năng mới là quan trọng nhất mà. Nhưng mà anh Cường à, hay là cùng lắm mình không tham gia. Vấn đề không phải là tham gia hay là không tham gia, mà là nguyên tắc. Tại sao có quy định là 40 tuổi không được tham gia? Ai nói hơn 40 tuổi là lớn tuổi hả? Ai quy định? Vậy tiêu chuẩn là gì? Ảnh không thể giải thích được kìa. Ảnh không phải là người phụ trách, làm sao có thể giải thích? Đừng có làm lớn chuyện. Không được, tôi sẽ viết thư cho Hiệp hội Quyền Anh. Tôi khiếu nại trận đấu này kỳ thị tuổi tác, tôi bắt họ phải đối luật. Anh Cường à, chỉ là trận đấu thôi mà, đâu có cần quá nghiêm túc như vậy. Tại sao không cần phải nghiêm túc? Đấu hữu nghị là của các võ đường hợp tác với nhau, họ có quy định khác với cuộc thi thi đấu của chúng ta mà. Tôi nói như vậy có thuyết phục anh được một chút nào hay không vậy? Hoàn toàn không. Anh Cường à, nè, hay là bây giờ chúng ta đánh thêm vài hiệp nữa đi, khi đánh xong chắc chắn là sẽ thoải mái hơn nhiều. Đúng đó. Rồi, tôi không có hứng thú. Anh Cường à, tôi làm báo cáo cho anh đánh được không?
sao đột nhiên anh nóng nảy dữ vậy? Làm sao tôi biết, để nói chuyện với anh thử coi. Trang hả? Ừ, chị dâu hả? Anh Cường đâu? Anh lấy kẹt xe nên về trễ một chút. Sao em kiếm ảnh có chuyện à? Có phiếu giảm giá cho ảnh vậy hả? Ý, có không cho tụi con với trung tâm cái tóc vô phùng trả lại nè. Đã nói là không hợp rồi mà. Cũng không hợp với chồng của chị nè. Bộ muốn gây lộn nữa hả? Gì đây? Chú chết rồi, rõ ràng biết nhược điểm của ba còn chọc vô nữa. Phải đó, chú làm vậy là sát muối vào vết thương của ba. Tự nhận nói đúng đó. Trước khi thằng Cường nó về nên dẹp cái phiếu đó vô đi, chắc chắn sẽ gặp phiền phức thôi. Nè, có một phiếu mà cả nhà làm ghê vậy hả? Nói cho mọi người nghe nè, dù anh Cường bị rụng tóc thiệt, không nói không có nghĩa là không bị rụng đâu. Con á cũng là đàn ông mà, rõ ràng biết rụng tóc là bị liệt vào tử nguyệt của đàn ông, con còn nói nữa. Nè 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 nè, chồng của con cái gì cũng tốt hết, mọi chuyện đều ok, như là tên Cường của ảnh, chuyện gì cũng Cường hết. Chị dâu à, chị đã nói sai đề rồi. Cái phiếu này á là em định đưa cho anh Cường. Về đó hả? Về rồi. Anh Cường à, có nè, cái thằng quỷ này cái nó không đưa cho thằng Cường xài rồi mà, cái thằng quỷ sứ anh Cường này. À, em có nè, anh Cường, nè, nè, anh có phiếu giảm giá cho anh nè. Anh nhanh dừng cho ông Hồng. Cho ông Hồng hả? Trung tâm cấy tóc vô phùng hả? Khách hàng cho con, trong nhà không có ai dùng được, cho nên định đưa cho ông Hồng thôi, phải vậy không? Được rồi, ngày mai sẽ đưa cho ông. Anh đi thay đồ đi. Chị đừng có nhìn em. Em định nói với chị nhưng mà chị không cho em nói. Anh tắm xong rồi hả? Phải rồi, ống nước sửa lại, nước chảy mạnh hơn nhiều. Thiệt hay quá. Ông xã à, mấy cái phiếu này. Cảm ơn em. Nè, nếu lần sau anh có đi siêu thị mua đồ, đừng có đi siêu thị ở đầu đường nữa, đi siêu thị ở trong chợ xa hơn một chút. Tại sao vậy? Anh mua trứng với lại bánh mì về giùm em, toàn là sắp quá hạn sử dụng. Mấy người đó cũng thiệt là sắp hết hạn mà không để khu giảm giá. Em cũng biết đó, chữ nhỏ lắm mà. Tuy là hơi nhỏ một chút nhưng mà bình thường thì có thể cũng đọc được, cũng không khó coi cho lắm. Xem lướt qua không để ý cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ông xã à, hay là chắc là anh cận thị nặng hơn rồi, hay là anh đi khám mắt đi. Năm ngoái đi rồi, hơn nữa kính này vẫn còn nhìn rất là rõ mà. Đã là năm ngoái, khám mắt mỗi năm phải khám một lần. Nặng hơn bao nhiêu độ đi? Bác sĩ nhãn khoa cũng đã khuyên là không nên đeo độ quá cao rồi mà, như vậy sẽ khiến cho mắt chúng ta dễ mỏi lắm. Nè anh à, nhưng mà... Đừng có nhưng mà nữa. Nếu đi khám mắt chỉ bằng đi leo núi đi, nhìn những cây cầu xanh từ xa tốt cho mắt hơn rất nhiều mà. Vậy chừng nào em mới đi được đây? Khi nào cũng được. Không nói thì không để ý đó nha. Dạo này tóc của con ít đi thấy rõ luôn đó. Đã lên cao rồi kìa, thấy chưa? Là số loại hình chữ em chứ không phải là số loại địa trung hải đâu. Con tưởng tượng không ra ba hối đầu sẽ như thế nào. Hay là chắc là anh cận thị nặng hơn rồi, hay là anh đi khám mắt đi. Nè, ngừng, nghỉ một chút. Anh Cường à, nghỉ một chút đi. Cứ tưởng trạng thái của cậu đang hôm nay không được tốt, chân không có lực, thì ra người trạng thái không tốt là tôi. Hey, mọi người chỉ luyện tập với nhau thôi, đâu cần phải nghiêm túc. Đúng vậy, không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả sự quan tâm của người nhà tôi cũng không thích nữa. Ý, bữa nay tập đủ rồi hả? Đủ rồi, già rồi còn sức đâu mà tập nữa chứ.
tôi đang thai nè ông Hồng. Bà chủ dặn rồi sao tôi dám không làm được chứ. Đúng rồi, chữ lớn lắm đó, có mù cũng nhìn thấy nữa. Khi nào ông về vậy? Chờ ông ăn cơm xong với vị. Được rồi, bye bye. Phi à, đang làm gì vậy? Dạ, bà chủ kêu tôi viết lại mấy bản giá mới. Không phải viết xong hết rồi sao? Ông Hồng nói chữ của tôi viết xấu quá, khách hàng nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới ý mua hàng, cho nên kêu tôi viết lại hết. Cậu viết lại cũng vậy thôi, khác là cái chữ lớn hơn thôi mà. Ông Hồng nói chữ của tôi nhỏ như con kiến vậy đó, viết lớn hơn một chút sẽ dễ nhìn thấy hơn. Không lẽ có sự khác biệt hả? Nhìn thấy cũng đẹp hơn một chút. À phải rồi ông chủ à, tôi có làm thêm chìa khóa cho ông nè. Chìa khóa gì? Là chìa khóa mới của phòng kho. Chìa khóa cũ đâu? Hôm nay lúc tôi xuống dưới khiêng hàng, mở cửa hoài không mở ra được, nên đành phải kêu người ta tới cắt đứt khóa luôn rồi. Vậy sao không thay luôn ổ khóa mật mã đi? Cậu thường hay quên mà, chạy tới chạy lui lấy hoài chứ gì. Dạ, ông Hồng ổng có nói là ổng không có nhớ mật mã nữa. À phải rồi, cái khóa này là ổng chọn đó. À, ông Hồng đâu? Ổng nói với tôi là có việc phải làm về trễ một chút, nhưng mà phải chở ổng ăn cơm trưa. Cái gì? Bộ khó coi lắm hả? Không phải. Đâu có. Chà, trẻ ra tới mấy tuổi luôn đó nha. Thiệt là bảnh trai dễ sợ. Mắt của cậu có vấn đề hay làm sao? Nhìn không ra tóc giả sao hả? Không phải đâu ông Hồng, nhìn giống như thật vậy. Có thể bị ướt không vậy? Gội đầu cũng được, về nhà bỏ lưới trùm thì được rồi. Vậy gió mạnh có thổi bay hay không? Yên tâm, tôi đã dùng keo dán chặt lắm rồi. Chắc nóng nực lắm hả? Đâu có, rất thoáng, rất là dễ chịu. Nhìn cũng giống thiệt đó, hoàn toàn không có sơ hở gì hết. Ông chủ à, hình như ông có hứng thú với chuyện này lắm thì phải ha. Không, tôi đang nghĩ coi có người bạn nào đang có nhu cầu hay không, để tôi giới thiệu họ thôi. Nè, cậu hãy nói rõ với bạn của cậu nha, là một cái cả ngàn đồng đó. Nếu còn phải có phiếu giảm giá của cậu Tráng á, tôi sẽ tiếc tiền, tôi không có dám làm đâu. Chà, mắc nhưng mà thấy cũng đáng đó. Ông nghĩ đi, đàn ông hối đầu đâu có ai coi. Bộ đang nói móc tôi đó hả, cái thằng quỷ sứ này hả? Không phải đâu ông Hồng, tôi không phải là trường phái đẹp trai. Ông trước giờ theo trường phái tính cách mà. Đúng đúng đúng. Lát nữa ăn cơm cậu đãi đó nghe. Không sao đâu ông Hồng, 10 người hối thì hết 9 người giàu rồi mà. Lời an ủi thì không biết nói thôi. Vậy bây giờ tôi hỏi cậu, đàn ông không có tiền và không có tóc, cái nào tốt hơn chứ? Vậy tôi nói đúng rồi có phải không? Đàn ông có hai việc kỳ nhất, đó là bị liệt hay là bị hói. Bị liệt thì còn có thuốc đông y ha. Nếu lỡ bị hói đầu thì khỏi trị luôn đó, có biết chưa ha? Không biết lúc tôi bị hói nhìn sẽ như thế nào ha. Nè tôi cho cậu biết nha, cái này gọi là nguy cơ trung niên. Cậu chưa tới tuổi trung niên, chưa có phần đâu, cứ từ từ mà đợi đi. Vậy cũng phải. Khó xem quá hả anh hai? Em gái à, chịu khó ăn chút đi. Khi không sao anh lại kêu người ta chỉnh cái chữ màn hình điện thoại lớn làm gì? Trời, ai cũng đều chỉnh chữ màn hình điện thoại lớn như vậy, tới lúc kêu anh Cường chỉnh thì sẽ không phát hiện. Cháu dâu à, sao con không nói thẳng thắn với chồng của con đi? Sự thật là có tuổi rồi, mắt kém là chuyện bình thường mà. Em ủng hộ cô Út đó, anh Cường hiểu mà. Các người không hiểu hả? Chấp nhận sự thật thì cần phải có thời gian. Có nhiều cửa ải, cần phải nhiều vũ khí mới có thể qua được. Mọi người không lẽ không hiểu sao? Một chuyện đơn giản gì mà không có hiểu hả? Dạ đúng. Nè, cùng lắm là vậy thôi nha. Vậy được chưa? Được. Cảm ơn cô Út nhiều. Chỉnh xong điện thoại rồi làm gì nữa? Nè, bóp đèn. Nè. Được, để chú Thai. Để chị giúp em. Nè. Để em. Nhanh lên đi, mau. Được đây. Chào mọi người. Ý, làm gì vậy? Bóng đèn hư hả? Ba nói là không thấy đường để đọc báo, cho nên muốn thay bóng đèn sáng hơn mà thôi. Đúng rồi. Người trong hàng xóm đều thay hết rồi. Ông nội ơi, nếu như nội cảm thấy chữ trên báo quá nhỏ, con có thể làm đại lý kính phóng đại cho nội. Nhỏ như thẻ tín dụng rất là tiện lợi. Thiệt hả? Ông nghe qua cũng thấy rất là tiện đó. Nội à, sau này á ông xem tin tức không cần phải đọc báo nữa. Bây giờ xem báo trên mạng cũng rất tiện lợi và nhanh chóng, vừa có âm thanh vừa có hình ảnh để con giúp ông cài nha. Được. Ba không cần lần sau chụp lại. Trên điện thoại á có thể phóng to ra mà. Phóng to ra coi sẽ rõ hơn đó ha. Tốt thiệt đó. Đúng không? Vậy nghĩ của con nghe thiệt là hay đó. Kiến nghị này nghe cũng hay lắm đó chứ ha. Đúng. Cỡ chữ màn hình điện thoại của cô cũng chỉnh lớn hơn. Cùng nhau. Chỉnh chữ lớn hơn ha. Được. Ông xã à, anh đưa điện thoại cho em giúp anh chỉnh cỡ lớn hơn. Cũng được. Chắc anh để quên điện thoại trên xe rồi. Anh đi lấy nha.
Nè, mọi người thấy có kỳ lạ không? Mã Cường đâu có bao giờ bất cẩn như vậy. Tôi chết rồi. Anh Cường đã biết chúng ta diễn kịch đó. Hả? Ba, ba đoán coi anh Cường có biết mình đang diễn kịch hay không? Chắc chắn là không rồi. Vì chúng ta đã diễn kịch đạt tới như vậy mà. À phải rồi con dâu à. Ngày mai con nhớ là không có được mua báo cho ba đó nghe chưa. Hả? Sao vậy ba? Ê, lúc nãy ba nói là phải học cách lên mạng để mà đọc báo, để kịp với thời đại bây giờ. Hành động của chúng ta phải thống nhất chứ, không dễ bị lật tẩy lắm. Ba, xin lỗi ba, làm phiền ba. Ê, không có gì đâu. Chỉ cần là thằng Cường chấp nhận sự thật là con người đã vào tuổi trung niên rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết mà thôi. Con thiệt không hiểu nổi, sao lần này anh phản ứng mạnh như vậy? Con người cũng giống như là cái nhà, lâu rồi chắc chắn sẽ có vấn đề, sao anh lại phản ứng khó chịu chứ? Nè, hôm qua ba có gặp ông cha ở Thùy Gia Táo Đầu đó. Khi nói chuyện với ông ta, ba mới biết rõ là thì ra thằng Cường đã bước qua 40 tuổi rồi, gọi là tứ tuần. Võ đường của nó không có cho nó thi đấu nữa. Thì ra là vậy à? Rất có thể chỉ là đơn giản vậy thôi. Đừng có nói là thằng Cường làm gì. Thí dụ như là ba nè, năm nay ba cũng từng tuổi này rồi. Con còn nhớ năm ngoái vào ngày sinh nhật của ba hay không? Tự nhiên ba nổi hứng muốn chạy xe mô tô, cũng là một kiểu hồi ức một thời đã qua vậy đó. Giống như con đột nhiên muốn khiêu vũ lại, phải không hả ba? Không sai. Tóm lại con người đến độ tuổi trung niên thì tâm trạng rất là thất thường, lạ kỳ ghê lắm. Cái cảm giác có gì là không, có thể nói thế nào đi nữa thì tuổi trẻ cũng không có hiểu đâu. Bà biết mà hả? Cũng hy vọng là anh Cường sớm hiểu được. Con cũng đừng nên lo quá làm gì. Vì chẳng qua là cơ thể không còn như trước nữa thì nó cũng sẽ từ từ chấp nhận sự thật này mà thôi hả? Được rồi, để hôm nào con khéo léo một chút khuyên ảnh lần nữa, để coi ảnh có chịu đi khám mắt hay không. Không có gấp vậy đâu. Bà nói là chuyện này không có gấp được đâu. Tốt nhất là chúng ta nên thuận theo tự nhiên đi. Mắt của ông Mã rất là tốt, độ cận thị thì không có tăng, chỉ bị một chút viễn thị thôi. Cần thay đổi kiến mới là được rồi. Hèn gì dạo này nhìn cái gì cũng thấy mờ mờ hết. Đúng đó ông xã, may là anh sáng suốt đi khám mắt, làm em cứ hiểu lầm, tưởng là anh bị cận thị nặng hơn nữa chứ. Phải, cửa sổ tâm hồn thì phải chăm sóc cho kỹ, tái khám định kỳ cũng rất là quan trọng. Tôi có một người bạn bởi vì không có để ý, xém chút nữa là bị mù đó. Tại sao vậy? Gia đình của ảnh có bệnh tăng nhãn áp di truyền thuộc dạng nguy hiểm, cộng thêm tế bào dưới mắt của ảnh rất là mỏng. Có một lần đang chơi đánh cầu lông, tự nhiên mắt trái của ảnh không nhìn thấy. Nghiêm trọng vậy sao? May là kịp thời chữa trị, cho nên là bây giờ có thể chạy bộ nhẹ, nhưng mà bắt buộc phải theo lời dẫn của bác sĩ. Nè ông xã à, anh chơi Quyền Anh cũng cẩn thận đó. Yên tâm đi, anh biết mình ra sao mà. Phải bà Mã, cái nắp trồng diễn thị lần trước của bà đã xài hết chưa? Có cần thêm không? Cũng được, cho một tá luôn đi. Hai ông bà vui lòng đợi một chút nha. Tôi đi kiểm tra lại mắt của bà Mã, sau đó mới lo cho ông Mã làm lại kính diễn thị mới. Cảm ơn. Cảm ơn. Em bị viễn thị từ khi nào vậy? Cũng một thời gian rồi. Sao không nói cho anh biết vậy? Bị viễn thị có gì mà phải nói chứ. Con người lớn tuổi rồi, ai cũng bị viễn thị hết thôi. Nếu như em không ngại, sao phải đeo kính áp tròng mà không đeo kính viễn thị? Đeo kính viễn thị nhìn xấu quá đi. Khách hàng không ngại thì em cũng không muốn bị cô May cười. Em nói cho anh biết, anh đừng có nói cho ai biết đó nha. Biết rồi, chút nữa em muốn đi đâu ăn đi. Nè, kiếm cái gì lạ lạ ăn cũng được đó chứ. Cũng được. Dầu gội phi kiện chứa quá chất, người sử dụng sẽ bị rụng tóc và hói đầu. Hình như đây là loại dầu gội đầu anh đang dùng đây nè. Hội tiêu dùng chính thức cho biết, trên thị trường có rất nhiều loại chứa thành phần thuốc, nhưng thực tế là chứa chất hóa học, gây yếu chân tóc, thậm chí là gây rụng tóc. Đây là loại dầu gội mà anh Vĩnh giới thiệu cho anh đây nè. Thôi chết rồi, hèn gì mà anh bị rụng tóc quá chừng. Thì ra anh bị rụng tóc là do ba cái dầu gội đầu giỏm này, chứ không phải bị lão quá. Đúng là làm hết hồn luôn. Hôm qua thấy ông Hồng đội tóc giả, anh cứ nghĩ là vài ngày nữa sẽ tới phiên anh rồi chứ. Coi cái mặt của anh kìa, vừa mới biết mình không phải là rụng tóc do tuổi trung niên đã tươi rói lên như trúng số vậy. Cũng đâu có gì khác nhau đâu, dù sao cũng đã 40 mấy tuổi, mình không chịu mình già, nhưng mà người ta nói già cũng phải chịu thôi. Sao vậy? Vẫn còn tức chuyện thi đấu Quyền Anh à? Thôi kệ đi, không cho đấu thì đỡ phải chịu đấm. Không đúng, anh đã nghĩ ra một cách để có thể tham gia trận đấu đó rồi đó. Thật hả? Chà, trạng thái tốt như vậy chút nữa anh thi đấu không có vấn đề gì phải không?
Vậy thì anh nhớ phải cổ vũ cho tôi đó. Đương nhiên rồi. Bắt đầu. Đánh đi. Chú ý động tác của anh đó. Sao rồi, không sao chứ? Ok. Được, tiếp tục. Tiếp tục. Đánh đi. Sau lời rụng tóc này tuy chỉ là hiểu lầm, đánh mạnh lên, nhưng cũng là một cơ hội tốt để cho mình làm quen với sự thật là mình đã không còn ở độ tuổi 18 đôi mươi. Đời người như võ đài mà đối thủ là thời gian, chưa từng có ai thắng được nó. Nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận chiến đấu với nó trong vui vẻ thì đời người sẽ rất thú vị.